Sáng ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của thị xã Trảng Bàng do Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm động viên tặng quà cho 7 trạm làm nhiệm vụ chốt trực kiểm soát khu vực đường biên lối mở qua biên giới thuộc hai xã Phước Bình và Phước Chỉ. Đoàn đã đến thăm các điểm K1 trạm kiểm soát biên phòng, chốt cầu Ông Sải, chốt Vườn Thơm, Vườn Ớt, cầu Bò và ngã ba đường tuần tra. Tại các điểm đến, Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang thay mặt đoàn công tác đã ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của lực lượng biên phòng, công an và dân quân. Mặc dù công tác phòng chống dịch diễn ra trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kiểm soát tình hình người dân qua lại khu vực biên giới, nhất là làm tốt việc quản lý, ngăn chặn kịp thời những trường hợp buôn bán các mặt hàng, trang thiết bị, vật tư y tế sang bên kia biên giới. Dịp này, đoàn động viên các lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng.